Bảy xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Bảy. Hôm nay thì Bảy mời các bạn cùng vô bếp làm với Bảy món bánh mì. Bánh mì này là cũng 1-2 năm trước là đa hot gần gần ở bên Việt Nam đó, đó là bánh mì bơ sữa nhân dừa. Nghe cái tên thôi là thấy đã hấp dẫn rồi đó các bạn ơi. Thôi thì bây giờ Bảy mời các bạn cùng vô bếp làm với Bảy nha. Bảy có ga 80g bơ muối, 200ml sữa, 80ml dầu ăn, 60g đường. Giờ mình bắt lửa lên mình quậy cho tan đường ra. Tan đường, tan bơ ra là được. Bảy đó phải tan hết trơn rồi, giờ Bảy tắt lửa để cho nguội. Giờ Bảy để nguội xong rồi Bảy bỏ vô một cái trứng với một cái lòng trắng trứng, còn một cái lòng trắng đỏ để một chút Bảy phết lên cái mặt bánh. Giờ mình đánh tan cái trứng ra thôi, không có cần đánh kỹ đâu. Ở đây Bảy có 500g bột, bột này là bột làm bánh mì nha các bạn. Xong rồi mình bỏ 6g men khô vô. Rồi xong rồi cái phần bơ sữa nãy mình chuẩn bị đây, giờ mình đổ vô. Đổ vô quậy từ từ. Các bạn nhớ quậy cho nó tan ra, cho nó đều xong rồi mình hả bỏ vô máy mình đánh nha. Như vậy nó sẽ dễ hơn, tại vì bột này nó hơi, bột này hơi ướt hơn bột mình làm bánh mì. Bảy trộn cho cái bột nó đều, bây giờ Bảy bỏ vô máy Bảy đánh. Giờ mình cho nó máy Bảy có 6 số, Bảy để số 2 đánh 20 phút. Rồi bây giờ thì Bảy đó bột đã xay xong rồi, bây giờ Bảy lấy ra. Rồi giờ mình để về đây, mình gói lên đây rồi mình để mình ủ. Rồi Bảy lấy cái thau trộn bột hồi nãy, bây giờ Bảy ủ, bỏ vô Bảy ủ. Rồi giờ mình để lên mình ủ, tại vì nhiệt độ để ở ngoài thì nhiệt độ nó thấp thường khó canh đó các bạn. Cho nên Bảy bỏ vô trong tủ, Bảy để 35 phút, ủ khoảng 45 đến 1 tiếng các bạn ủ để cho nó nở gấp đôi bột là được rồi ha. Rồi bây giờ Bảy đem đi ủ. Đây thì Bảy quay qua mình làm cái nhân, ở đây thì Bảy có 80g dừa nạo. Cái này Bảy không có, cái này mình làm dừa tươi là ngon bạn ơi, tại Bảy không có dừa nạo, dừa tươi cho nên Bảy làm bằng dừa sấy khô nè. 90g đường bột, các bạn nên làm đường bột này nó ngon hơn. Nếu các bạn có kem tươi này á, thì mình bỏ kem tươi vô. Bảy thì Bảy thích ăn béo, cái kem tươi này thì nó béo dữ lắm cho nên Bảy bỏ kem tươi. Nếu như các bạn không có kem tươi thì mình bỏ sữa tươi vô. Muốn béo nữa thì mình bỏ vô tí bơ vô. Còn cái này Bảy bỏ vô kem tươi, mình bỏ 25g. Rồi bây giờ mình trộn cho đều lên. Rồi bây giờ Bảy chọn cái nhân này cho đều, như vậy là xong. Bây giờ mình đợi ủ bột xong bắt đầu mình hoàn thành cái bánh. Bây giờ bột Bảy đã ủ xong rồi, giờ Bảy lấy ra. Rồi giờ Bảy chia ra, Bảy làm từ cái nhỏ. Các bạn muốn làm cỡ nào thì mình chia ra. Bảy chia ra làm 6 cái. Cán ra. Giờ Bảy bỏ dừa vô. Bảy muốn khía khía cho đẹp thì Bảy cắt cái đường này nè. Cắt cái này nè. Rồi giờ Bảy cuốn lại. Rồi như đây.
Ấy nó làm xong rồi phải quét trứng lên, phết trứng lên trên mặt. Trứng này mình quậy ra cái chồng đỏ nãy bảy để lại này, xong mình bỏ vô miếng sữa. Bây giờ anh nhỏ anh lại anh quậy rồi nè. Anh bỏ mè lên. Bây giờ mình nãy xong mình gắp mè lên gì đó nha các đó. Thôi cho anh yên thôi, anh quậy quá chịu không nổi. Ok, rồi để cái tài không? Bé thích ăn mè nhiều cho nên bảy gắp mè lên thật là nhiều. Ok, rồi như vậy đây là xong. Bây giờ mình bỏ vô mình ủ thêm 45 phút nữa. Bé bỏ vô cái tủ bé ủ 45 phút, nhiệt độ là 35 độ. Ok, bây giờ bé ủ nhiệt độ 35 độ, ủ 45 phút. Bây giờ bắt đầu mình đợi thôi. Bây giờ bảy đã ủ xong rồi, cho nó nở nè. Giờ bảy lấy ra, bảy làm nóng cái lò rồi nướng. Bảy làm nóng cái lò rồi, bảy bỏ vô bảy nướng. Nhiệt độ 180 độ nướng 20 đến 25 phút tùy theo cái lò của mình, các bạn nhớ canh nha. Bảy để 25 phút, bảy canh khi nào được thì bảy lấy ra, tùy theo cái lò. Bánh đã hết thời gian, bây giờ bảy lấy cái bánh ra. Đây, ôi hấp dẫn. Rồi bây giờ để cho nó nguội nguội một chút rồi thưởng thức. Đây, nóng quá, lơ mơ là phỏng tay. Nãy tên sầu ảnh có góp phần chen lớn. Ở cái ổ này lớn dễ sợ. Nóng quá, nóng quá. Giờ đây là thành phẩm của bảy đã xong. Mọi người đều có mặt đầy đủ, nhưng mà anh chủ với cát thì không chịu lú mặt vô. Con ăn không hả? Rồi chị Cát không muốn ăn ấy, ăn ăn nhân thì chị Cát ăn không. Cái này là nhân không nè, đó anh chủ cũng ăn nhân không nữa. Bảy thì ăn nhân dừa nè, ở đây để bẻ bẻ cho các bạn coi cái nhân dừa ở trong đây nè. Ôi thơm, thơm dừa thơm quá, xá thơm. Ba ba đô đẹp không biết đô ăn gì quá. không biết nhé không biết chưa Các cho ý kiến này, cái này làm sao, thấy làm sao được không? Rồi nãy chị nói là chỉ ăn nửa cái thôi, chị ăn không hết một cái. Bảy nói bảy làm 8 cái, nhà có 4 người thì 1 người 2 cái. Ba ba ni Nico nè, bên đầu Asago hàng sẽ đây tại tí này. Ôi cá thấy cá thèm rồi. Chịu nổi. Ngon lắm. Bên trong cũng có nhân dừa. Cái này mình làm ở Việt Nam á, mình làm cái dừa dừa nạo ra luôn á, dừa tươi á, dừa khô mà mình nạo ra mình làm liền ngon. Cái này bể làm dừa sấy. Nãy bể quên cái này mà bỏ trà bông vô á các bạn, cũng ngon. Để lỡ sao bể bỏ trà bông vô ha các ha. Này là để ăn sáng luôn. Ngọt. Ngọt. Cái nhân dừa ở trong tại vì bảy bỏ đường á. Megan nè, em mắc kiếm vô nhìn anh chủ. Ăn chịch luôn.
Ngon quá. Nó ăn không quên nói chuyện luôn. Cá nhân dừa nữa cắt. Cái dừa ngon. Tại vì bảy làm cái bíp bơ á, cái kem á, trộn vô ngon quá. Mẹ có mè nó thơm, cái dừa nó béo béo. Chị cá thử miếng này tại vì chị cá không thích ăn ngọt. Bánh mì dừa này ở trong nè, ở bên Việt Nam là cũng 5 2 năm trước là các cũng hot gần gần đó. Thôi đi ra ngoài ăn sáng. Còn đây nè, đây là cái nhân ở trong nha, cái nhân không nè, không có không có dừa, để mày bẻ ồ, khói ngay ngút luôn. Mẹ thử, xin xin thử cái ruột. Lạc đó. Tại vì ở trong á nó lạc, cái này mà phải bỏ chà bông vô á ngon. Ăn cái này ngọt, ăn cái vô lạc quá. Này ăn một cái là no lắm bạn, tại vì phải làm cái này lớn lắm. Giờ bảy đã thử hết hai cái, hai loại xong hết trơn rồi, biết nó như thế nào để là lần sau mình bỏ làm cái không có bỏ dừa thì mình bỏ chà bông vô thì cũng ngon. Cái không đó thì nó hơi lạ. Thôi bảy đã thử hết vị rồi, bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Bảy cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của bảy. Hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye. やってないでしょ。